Đây là cái bảng mà những cái sản phẩm smartphone được xuất xưởng từ quý 1 2024 đến quý 3 2023. Và hiện tại thì top đây ta sẽ có Samsung, Apple, Oppo, Xiaomi, Vivo, Huawei đâu. Ở trong ở nào giờ? Cái gì? Nói lại cái từ đấy. Tiếng Anh rốt được chưa? Ở trong chỗ khác. Hỏi khó nhỉ. Tập cười điên luôn. Vâng, thưa các bạn, thì hôm trước ở trong cái phần mà hỏi đáp ở trên kênh Vinh Show có một bạn có một câu hỏi thứ hai là nếu như Huawei không bị đây là Huawei, cô là Mỹ thì liệu Huawei có hơn được Apple hay không? Hơn không? Đây là Apple, Huawei. Bố mình nhịn lâu lắm rồi đi nhé. Và hiện tại bọn mình vẫn đang tuyển các vị trí fanpage Nga Tướng Tinh, thì mời các bạn nhớ đăng tuyển thông qua email ở bên dưới. Nào, hãy bắt đầu video cuối cùng của Khôi ở trên kênh Vinh Show. Và đây là một trong những cái chủ đề mà bọn mình có đưa ra bàn luận nhân cái dịp là đang diễn ra record của bọn mình, là xem lại toàn bộ các cái sản phẩm hay những cái sự kiện mà ấn tượng nhất của làng công nghệ diễn ra trong 2023. Thì cái việc mà Huawei này cũng là một trong những cái chủ đề được một bạn đưa ra câu hỏi mà mình thấy rất là thú vị. Anh em đừng quên truy cập vào link bên dưới của record để bọn mình hy vọng với đóng góp các bạn sẽ nhìn nhận lại những sản phẩm nào xuất sắc nhất, ấn tượng nhất và đáng mua nhất trong 2023 để mọi người sẽ có một góc nhìn khách quan hơn. Thì có lẽ cái này thì chúng ta sẽ có những cái góc nhìn nhận định khác nhau. Đầu tiên là từ anh Khôi. Nếu mà nói Huawei vượt qua Apple thì em nghĩ là vượt về số lượng bán thôi. Bởi vì đã từng có một thời gian, tức là trước khi cấm vận vào năm 2019 thì phải, thì Huawei đã từng có một thời gian vươn lên top 1 thế giới. Đúng rồi, vượt qua Samsung đấy. Thì nếu mà để duy trì về lâu về dài, vượt qua số lượng bán thì em nghĩ là có thể. Nhưng mà nếu mà để vượt qua những cái như về doanh thu, so về lợi nhuận các thứ thì rất là khó. Vì thực tế thì Huawei họ vẫn sẽ bán khá là nhiều ở cái mảng đó chính là smartphone giá rẻ. Đó vẫn là thế mạnh của họ. Còn để vượt qua mảng cao cấp nó khó lắm. Rồi, khi nãy là chúng ta chỉ nói về cái thị trường toàn cầu, nhưng thực chất mọi người đều biết là các hãng Trung Quốc mạnh nhất là ở thị trường nội địa, đúng không ạ? Chứ nó không chỉ gọi là phụ thuộc vào thị trường quốc tế. Và chúng ta thấy rằng là Huawei ở thị trường nội địa thì vẫn đang sống khá là ok. Tại vì đơn giản là Huawei khi mà không có Google đã gần như ngoài thị trường Trung Quốc đã cắt đi phần lớn tiệm khách hàng của mình. Đúng chính xác như thế. Bởi vì thực tế là họ vẫn sẽ bán tại một số thị trường Đông Nam Á. Ví dụ có Thái Lan gần mình này. Có Campuchia cũng có phải không? Đấy, còn lại ở Việt Nam thì do cái xu hướng người ta dùng mấy cái dịch vụ Google nhiều quá thành ra là cũng khó. Bây giờ đa số là chỉ bán mấy cái wearable thôi. Ừ. Mà chúng ta phải nhìn nhận câu chuyện là không phải riêng cái dịch vụ Google, mà cái bản chất là do những cái thứ liên quan đến Google nó tích hợp sâu vào hệ thống quá. Thứ nhất nhá, Grab này sử dụng cũng data của Google này, hay các ứng dụng gọi xe. Thực chất là cái sau khi mà kể cả là đã cấm vận mà không có Google thì chúng ta vẫn có cách sử dụng những ứng dụng đó ở nó trên thiết bị vẫn Huawei. Vẫn có cài được, nhưng mà vấn đề là nó bất tiện. Nó hơi bất tiện một tí. Nó không ngon. Hay là chúng ta có thể nói đến là những cái chứng chỉ Google sẽ ảnh hưởng đến việc là cài app nó có được hay không. Đấy, chứ không chỉ đơn giản như thế. Và tại sao thì Huawei lại vẫn còn những cái thiết bị ở thị trường khác, thì có lẽ là do là một là mình nghĩ rằng là do cái sức mạnh về thương hiệu Huawei ở những cái thị trường đấy nó vẫn ngon, đúng không ạ? Nó vẫn được người ta yêu thích. Cái thứ hai là có thể là cái đặc thù của chính cái thị trường đó, thì cái việc mà có Google hay không có Google nó không phải là cái thứ quá quan trọng đối với người ta. Nói chung là nó tùy vào doanh số bán. Doanh số bán mà vẫn tốt thì họ vẫn bán tiếp thôi. Đúng rồi, còn thị trường Việt Nam chúng ta thì có lẽ đã sẽ không còn phù hợp nữa. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ nói tiếp, đó là thông tin gần đây là người ta nói về việc là Huawei sau khi là phát triển HarmonyOS, thời gian đầu chúng ta luôn nói nó chỉ là đội lốt của Android. Tuy nhiên thì cái thông tin gần nhất cho thấy rằng là Huawei thậm chí còn chặn cài file APK. Đúng rồi, theo thông tin đó chính là HarmonyOS Next, tức là sau phiên bản 4.0 thì khả năng cao là sẽ tiến đến cái việc đó. Và nếu để nói việc đó chính là HyperOS sau đó là HarmonyOS ấy, thì Huawei họ đang tiến dần hơn cái việc đó chính là xa rời Android. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ thế thì chúng ta vẽ ra một cái viễn cảnh là chúng ta thấy rằng là nếu như không bị bóp cổ thì ngoại trừ cái việc là chỉ Google không nhá, thì còn là cả là hạn chế cái việc sản xuất chip. Đấy, không lấy được từ của ARM rồi vân vân và vân vân. Thế thì cái việc Huawei mà không bị cấm thì theo Khôi cái viễn cảnh đẹp nhất xảy ra với Huawei là gì? Cái viễn cảnh đẹp nhất của Huawei diễn ra thì em nghĩ là họ sẽ nói chung là ngang ngửa Samsung và sẽ đứng nói chung là thay nhau top 1, top 2 tùy theo thời gian. Nhưng có lẽ là với sự áp lực của Huawei thì cái bảng di động nó sẽ tiến nhanh hơn và chúng ta sẽ có nhiều cái hay để mà nói hơn. Bởi thực tế là trước nay Huawei họ có rất là nhiều những cái thay đổi hay. Ví dụ ở phần mảng camera chẳng hạn. Một trong những cái nói chung là Huawei họ thúc đẩy đó chính là sự ra mắt của mấy con Huawei Mate. Thì kiểu Mate 20, Mate 30 chẳng hạn, thúc đẩy cho các nhà sản xuất đua nhau chạy theo camera với cảm biến tùy biến đúa kiểu luôn. Đúng rồi, Huawei mình đã từng làm rất là lâu và một trong những điểm đầu tiên Huawei ngày xưa là cảm biến vân tay một chạm là do Huawei làm đầu tiên. Cái chạm vào cái mặt lưng này đấy là con Mate 7 hay là cái gì đó không nhớ được.
chạm ngón tay vào là mở được luôn này. Ngày xưa các hãng thì sẽ là dạng như kiểu là dân tay vân tay vuốt này. Đấy, thì sau đó các bạn thấy là ngoài ra vân tay ở mặt trước, nhưng mà Huawei thì đẩy ra mặt lưng với cảm biến vuốt, cảm biến chạm nhẹ này. Hay là cái việc là sự phát triển của cái xu hướng như các bạn thấy là camera hợp tác với lại Leica, vâng, đúng không ạ? Sau đó các hãng cũng hợp tác với lại Zai, rồi hợp tác với lại Hasselblad, rồi cũng như là các bạn thấy là zoom này cũng là một trong những cái xu hướng mà tất nhiên là Oppo là hiện thực hóa nó đầu tiên với lại cái con đó là Reno 10X Zoom mà. Vâng. Nhưng mà Huawei lại tạo ra những cái thiết bị zoom mà có thể nói chất lượng cực kỳ ngon và vô cùng là ấn tượng. Thì đấy là những cái điểm mạnh mà Huawei đã tạo ra cho chúng ta nhìn thấy. Và Huawei là một trong những cái hãng sử dụng Android mà tùy biến lại với giao diện của họ nhưng rất mượt. Vâng, công nhận. Cái MIUI của họ công nhận là ngon. Sau đó thì chúng ta có update lên cái Harmony OS cũng ok. Và đến thời điểm hiện tại thì từ những năm 2017 nhá, thì có con Huawei Mate 10 hôm trước em vừa mới cầm lại. Và em đó thì đến thời điểm hiện tại nó vẫn được cập nhật phiên bản mới nhất là Harmony OS 3.0. Tức là nếu mà so với hỗ trợ lâu dài. Vâng, nó lâu hơn, thậm chí lâu hơn cả iPhone X. Khá là dã man. Thì các bạn sẽ thấy rằng là để trả lời cho cái câu hỏi ban đầu, theo góc độ cá nhân của mình và cũng như Khôi thì mình cho rằng là trong trường hợp kể cả mà không bị Mỹ gọi là thắt chặt và cũng như là gây khó thì mình nghĩ rằng là Huawei sẽ khó vượt qua Apple ở những điều sau. Thứ nhất đó là cái câu chuyện mà Huawei cạnh tranh là Huawei sẽ phải cạnh tranh với Samsung, Huawei cạnh tranh với lại cả là Xiaomi, Huawei cạnh tranh với lại Oppo. Chứ thực ra cái bản chất người ta mua iPhone lại không phải là vì cái điện thoại này có camera đẹp hơn Huawei. Đúng không ạ? Họ mua vì hệ điều hành. Đúng rồi, họ mua vì hệ điều hành, vì cái hệ sinh thái, về những chiếc MacBook họ đang dùng, về cái chiếc Apple TV họ đang xem ở nhà, họ dùng iPhone mọi thứ nó tiện. Còn thực ra ấy, thì khi mà các hãng Android họ phát triển về công nghệ thì chính họ đang tự cạnh tranh lẫn nhau. Trong cái cuộc chiến của Android các bạn nhìn thấy là nếu mà đối thủ lớn nhất của Huawei thì phải là Samsung. Câu hỏi đặt ra ở đây là liệu Huawei có đánh bại được Samsung hay không chứ không phải là Apple. Bởi vì thực ra Apple cái sân chơi của họ rất là hẹp, họ nằm luôn ở cái phân khúc là chủ yếu là cao cấp. Tuy nhiên chúng ta sẽ nhìn vào cái bảng danh sách này, phần lớn những chiếc điện thoại bán chạy nhất trên thế giới lại toàn là Apple. Và các bạn đã thấy một chiếc flagship nào của Huawei nằm trong cái danh sách này chưa? Đúng không ạ? Chưa. Và ngay cả bản thân Samsung flagship cũng xuất hiện nhưng chỉ trong khoảng một quý chẳng hạn. Vâng, chứ nó không thể bán chạy hết cả năm nó được. Sẽ bán một quý và tương đối nhỏ. Đấy, và kể cả nằm trong danh sách 500 nữa thì cũng sẽ nằm ở những cái vị trí rất thấp. Còn Apple luôn luôn mặc định chiếm khoảng vị trí có một những năm là có khi phải đến 8 máy à? Vâng, 7-8 máy. Đấy, nó rất là dã man. Phải thành ra bởi vậy nên mà nói phân khúc cao cấp, phân khúc flagship mặc định gần như là chỉ là cuộc chơi của riêng Apple. Còn các hãng Android thì sẽ cạnh tranh lẫn nhau và Huawei phải đấu từ phân khúc giá rẻ, tầm trung, cận cao cấp đến flagship cho các hãng khác. Chứ mình nghĩ rằng là ở đây thì để mà nói là vượt qua số lượng bán thì chắc chắn là sẽ vượt qua Apple được, tại vì là họ bán nhiều phân khúc. Còn mình nghĩ là về sự thành công hay là cũng như là nhiều thứ khác như là lôi kéo được người dùng, hệ sinh thái thì thực sự ra là sẽ hơi khó. Bởi vì mấu chốt Apple nắm ở đây là hệ điều hành iOS chứ không phải là những cái thông số tần số quét 60Hz là màn hình OLED hay là về sạc siêu nhanh 120W vân vân. Những cái đó thì Android đã bỏ xa Apple từ rất lâu. Nhưng tại sao bao nhiêu năm nay thì các bạn vẫn thấy rằng là không ai đá được cái bát cơm gọi là phân khúc flagship của Apple cả, đúng không ạ? Đấy, thì anh em nghĩ sao về điều này? Đừng quên để lại bình luận ở bên dưới và nhớ tham gia chương trình Record năm nay của Vật Vờ Studio. Nó sẽ có những phần quà gì? Chúng ta sẽ có rất nhiều phần quà bí mật trị giá hàng chục triệu đồng. Hay cụ thể là Khôi hoàn toàn không biết về điều này nên các bạn phải truy cập vào link bên dưới thì mới biết được cơ. Đang xin tài trợ chứ. Đang xin tài trợ hả? Đúng sao rồi. Nói thế người ta biết. Nhưng mà thôi, các bạn đây là yêu công nghệ vào mà tham gia bình chọn, cũng như là quan trọng nhất là cái ý kiến của các bạn được công nhận, đúng không ạ? Nhưng mình có một cái là mình tự bỏ tiền ra, đó chính là cái núi quà của sếp ấy, cái đấu giá ngược ấy, tự bỏ tiền túi vào sếp. Tiền của sếp.